Vâng, về đây kính kính Nhật này các bạn này. Kính này, về này. Mới về này, kính hàng xịn này. Đấy, kính theo lô này, vừa về xong. Mới về xong các bác nhá. Đây. Mới về xong này. Rất là nhiều kính, cái này là chưa chọn lọc đâu. Đấy các bạn nào cần thì alo trực tiếp cho em. Kính 2 độ này. Đấy, kính 2 độ này. Đấy. 2 độ. Kính 2 độ nhá. Đây nữa, một chiếc kính này là kính hàng độ này. Vâng, rất là dày dặn. Rất dày dặn, kính này nó khoảng tầm 3 độ. Đấy, 3 độ, đẹp chưa? Kính rất chất lượng cực kỳ là cao cấp. Kính Nhật thì các bác cứ phải nói là nó phải được đẳng si cấp đi. Vâng, đẳng si cấp các bác nhá, đẳng si cấp. Nó không như các cái hãng khác, các cái nơi khác. Nó chỉ đẳng cấp thôi. Đẳng si cấp luôn này. Đây, các bác nhìn thì chữ Nhật nó đây. Đấy. 3.500 yên Nhật một cái kính. Đấy. Đấy, chữ Nhật đấy. Chuẩn Nhật đấy các bác. Đấy, kính rất xịn luôn. Đây. Tem đấu giá trực tiếp tại Nhật về đây. Đấy. Đấy, tem này nha con nha. Đấu giá trực tiếp tại Nhật này nha. Đấy. Các loại hộp này, quạt này. Đây, nồi cơm điện này. Nồi cơm điện của nó là nồi này là tên là Joshi này. Đấy, nồi Joshi. Nồi Joshi thì nấu cơm đứng trong top 3 Nhật nhá. Vâng. Trước tiên là Toshiba, hai là Tiger và ba là Joshi. Đấy. Máy xay sinh tố còn nguyên hộp này. Đấy, máy xay sinh tố còn nguyên hộp. Đấy, các bác nhanh tay, còn nguyên hộp này, còn một chiếc này. Nguyên hộp này, giá rẻ thôi. Cái này có mấy trăm thôi. Đây, có cả lọc này. Rất chất lượng luôn đấy ạ. À. Đẳng cấp quốc tế luôn đấy. 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 Còn cả lọc này. Bộ máy này. Đây, bộ máy đây. Và hướng dẫn của nó Nhật đấy nhá. Vâng, cái này các bác phải dịch ra từ tiếng Nhật sang tiếng Việt thôi. Đấy, thấy chưa? Đấy, còn nguyên hộp này luôn là luôn như này nhá. Vâng. Rất rẻ luôn, ngon, rẻ, chỉ bằng 1/5 giá gốc thôi. Vâng, bằng 1/5 giá gốc thôi. Đây, rất tốt cho sức khỏe luôn. Rất tốt cho sức khỏe. Máy xay sinh tố rất tốt luôn. Đấy. Hoa quả sinh tố luôn. Đây. Juicy này. Đấy, juicy, có nguyên hộp này, rất nhiều. Rồi. Đây nữa. Đây các bác ơi, một lô mới về đây. Rất nhiều nhá. Đây, cả máy xay sinh tố luôn này. Cái này bán theo cân cho các bác luôn này. Đấy, máy xay MJ788 của Juicy. Juicy luôn. Đấy, máy xay. Trước này là còn nguyên hộp này. Đây các bác nhìn, cái dưới này là cái cối xay này. Trên này là máy xay này. Còn nguyên hộp này. Đấy. Cái này là hãng của nó là Matsuden của Nhật này. Đấy. Cái này là 700. Vâng. Báo giá trực tiếp cho các bác còn nguyên hộp còn 700 nhá. Nó chưa sử dụng đâu. Cái này chưa sử dụng nhá. Còn nguyên hộp này là chưa sử dụng nhá. Các anh nhá. Vâng, đây nữa này. Cái này là cái giặt. Ui, cái này cũng được này, ngon này, ngon này các bác này. Cái này là combi này, hãng combi của Nhật này. Đấy, cái này là giặt luôn tã bỉn các bác này. Máy giặt tã bỉn cái gì đây này. Đấy, ngon này cơ mà. Vâng. Quá tuyệt vời. Cái này thì nhà nào có trẻ em thì ngon. Đây, các bác nhìn đây. Đấy, trực tiếp luôn. Vâng, cái này là sản xuất trực tiếp đây nha các bác nhá. Cái này là hàng sản xuất trực tiếp tại Trung. Và đây, các bác xuất sang Nhật nhá. Chiếc này là xuất sang Nhật này. Combi này, hãng của đây là hàng nhà máy của Nhật đặt tại Trung nhá. Các bác này. Đấy. Cái này dòng điện 100 nhá. Các anh nhá. Dòng điện của nó là 100 chứ không phải là 220. Đây, dòng điện của nó là 100 đây này. Đây, dòng điện 100 nhá. Đấy. Các bác nhìn thấy chưa? Hàng của Nhật về mà đẳng cấp luôn. Vâng, những cái hàng mà của Trung này. Đấy, người ta xuất sang Nhật này là hàng cao cấp đấy các bác ơi. Đấy, hàng cực kỳ là cao cấp đấy. Đây, các bác xem luôn này.
Đấy, những cái máy hàng Nhật nó về nó còn nguyên thùng, nguyên hộp như thế này. Vâng. Quá ngon, quá rẻ luôn các bác ơi. Quá ngon, quá rẻ và rất là xịn luôn. Đây. Vâng. Quả thật là rất là tuyệt vời. Đấy, rất là tuyệt vời. Quá ngon, quá rẻ và quá xịn luôn. Đấy. Kho rất là nhiều hàng mới về. Loại giày da rồi là giày thể thao Nhật nhé. Vâng, giày da, giày thể thao Nhật đây. Một đôi giày da đây. Thanh lý giá rẻ cho các bác với giá là rất là rẻ thôi. Có 350 cho đến 400 thôi. Đấy. Giày da này, các loại giày da. Đây, một đôi này nữa này. Đấy, đôi này. Đôi đôi này cực đẹp này các bác này. Đôi này đẹp này, đôi này đấy gọi chỉ cũng là lướt đây. Đôi này lướt tới size của nó, cái đôi này size khoảng tầm 42. 42 nha bác nhá. 42 này. Đấy, có 350 thôi. Đôi giày da rất là xịn luôn. Đấy, rất là xịn luôn. Đấy, bác nào cần thì nhanh tay các loại giày da của bên em. Đây, các bác đang chọn giày đây. Giày thể thao đây. Bốt. Vâng, còn đôi giày đây các bác ơi. Và đôi giày của bên cái này là giày size bao nhiêu đây? Giày size 39 của Nhật. Vâng, đôi giày sản xuất trực tiếp tại Made in Japan Nhật. Đôi này thì các bác đánh đánh pickleball cũng được. Đấy, đánh pickleball được mà các bác đánh chơi cầu lông tennis cũng được các anh nhá. Cầu lông tennis đều được hết này. Giày này là giày đẹp, giày xịn nhá. Đây có các cái đường chỉ lưới thông rất là thông thoáng. Các bác nhìn thấy chưa? Đôi này thì các bác nào mà chơi pickleball thì nói là quá đẹp luôn. Các vận động viên nữ bên cạnh thì nói là cũng là nhìn thấy cũng là rất là thích luôn, bởi vì nó rất là đẹp, cuốn hút. Màu đẹp nhá, màu trắng, màu xanh kết hợp. Vâng, đôi này thanh lý cho các bác với giá là tròn 800. Một đôi giày của Nhật, còn nguyên zin, nguyên mới luôn, chưa sử dụng này các bác này. Rất đẹp, đấy. Xịn, đẹp, quá đẳng cấp. Đấy, có mỗi đôi size 39 thôi các bác ạ. Vâng, giày còn lẻ size cho nên là còn lẻ size nào thì bên em sẽ thanh lý trực tiếp cho các bác lẻ size đó. Đấy. Thì bác nào vừa size nào thì các bác cứ alo cho em để em ship tới nhà nhá các bác nhá. Vâng. Giày đạp xe. Vâng. Trước tiên là giày đạp xe. Vâng, đây là một trong những mẫu giày đạp xe rất là đơn giản nhưng mà rất là đẹp luôn các bác nhá. Đơn giản nhưng mà siêu đẹp luôn. Bởi vì sao? Bởi vì về thiết kế và màu sắc của nó phải nói là khá bắt mắt luôn. Vâng, khá bắt mắt luôn các anh nhá. Chữ của nó là chữ vàng này. Và có hai khóa này. Vâng, tuyệt vời luôn. Đế của nó này siêu thông thoáng luôn. Đây là giày đạp xe can cá, có can cá dành cho xe đua. Đấy, hai khóa. Vâng. Chiếc giày này thì hiện tại là sản xuất trực tiếp tại Made in USA của Mỹ. Và size này là size 41 các bác nhá. Còn một size duy nhất là 41 này. 41, đấy. Còn size 41, giày đạp xe có căn cá, siêu đẹp luôn. Đây các bác. Đấy, siêu đẹp luôn nhá. Rất đơn giản. Nhưng mà thiết kế màu sắc phải nói là quá tuyệt vời. Chất lượng thì quá cao rồi. Bởi vì cái chất da của nó rất là xịn luôn. Vâng, chất da của nó rất xịn luôn. Giày của Mỹ xuất Nhật. Thanh lý cho các bác một đôi giày này với giá là 1.400.000. Vâng, 1.400.000 các bác nhá. Thanh lý là 1.400.000. Bác nào cần thì lên mã cho em nhá. Vâng. Đây, giày đạp xe không can thì còn đôi để đổi màu. Giày đổi màu hai khóa. Đấy, giày này là giày đổi màu của giày đạp xe Nhật các nhá. Giày đổi màu đạp xe Nhật này. Bác nào cần alo cho em. Siêu đẹp luôn và có hai khóa. Cái này thì các bác ra màu nắng, ngoài nắng thì nó sẽ đổi sang màu xanh. Đấy, đổi sang màu xanh rất đẹp luôn. Màu xanh, đổi màu nó hay. Đổi màu nó như thế này là đổi màu này. Nó đang màu này nó chuyển sang màu kia là đổi màu các nhá. Đấy. Giày này thì là báo giá với các bác là 750k một đôi. Giày da này, giày da size 40.
size 40 của thương hiệu giày da này là giày da của Pháp. Vâng, made in France của Pháp. Còn một size của Pháp nữa đây. Giày da của Pháp này. Một size 40 này các bác này. Còn size 40 thanh lý nốt cho các bác này. Và có dây dù này. Đấy, có dây dù thiết kế rất đẹp luôn. Rất là hoa văn. Đấy, giày da xịn 100%. Hoa văn rất đẹp luôn. Giày của Pháp rất nổi tiếng. Và đôi này thanh lý cho các bác với giá là 800. Vâng, giày da 800. Và một đôi size 40. Giày đi bộ chạy bộ màu đỏ. Giày BMW kép của Đức này. Vâng, BMW kép của Đức siêu đẹp luôn. Đấy, các bác nào đi những cái đôi giày siêu đẹp của Đức thì alo cho em. Có đây, có phần dưới thông hơi. Đấy, khi các bác hạ chân xuống là nó có phần thông hơi. Đấy, giúp các bác cái khớp cá của các bác là nó nhẹ nhàng đáp xuống đất các bác nhá. Rất cần thiết đấy ạ. Vâng. Tránh tình trạng đau những cái khớp những cái xương khớp. Vâng, giày của Đức. Đây, thanh lý cho các bác màu đen đỏ này. Đen chấm đỏ này, đen chấm trắng này. Đen chấm vàng này. Đấy. Đôi này thanh lý cho các bác với giá là 450. 450k một đôi giày Puma của BMW kép của Đức các anh nhá. Vâng, xả kho cho các bác hôm nay thì bác nào cần thì alo trực tiếp cho em nhé. Vâng, những cái hàng Nhật này nó dùng ngon lắm các bác ơi. Vâng, hàng Nhật này dùng rất là ngon và rất là đẳng cấp luôn. Đây ạ, vừa về được mấy đồ kem đánh răng rồi là zip đánh răng của Nhật này. Và em đang xài loại kem đánh răng và zip đánh răng của Nhật này, nó phải nói là nó quá là hoàn hảo luôn. Đánh rất là ngon luôn các anh nhá. Còn đây nó vừa về được một cái xe set bằng này cái này. Để em đếm cho các bác này, bác nào cần hết thì cần hết cũng được, mà các bác cần một 4 cái 5 cái cũng được các anh nhá. Vâng, để đây ạ. Nó có bằng này cái 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6 này, 7 này, 8, 9 này, 10, 11 này, 12, 13 này, 14, 15, 16 cái. Vâng, 16 cái các bác nhá. Thì một cái này thì em sẽ báo giá cho các bác. Một cái này là nếu các bác lấy một cái là 25k. Vâng, 25k một cái. Rất là rẻ nhá các bác nhá. Và nó đánh của nó rất là mềm các bác ơi. Mềm lắm, các bác đánh nó không bao giờ nó bị chảy níu răng các thứ đâu. Bởi vì nó rất là mềm, cái này các bác có thể là dùng trực tiếp cho người lớn và trẻ em được. Vâng, mềm tơi các bác ạ. Và mềm tơi mà nó lại đánh trong cái khuôn miệng của mình, nó rất là mềm mềm mại, nó không bị thô cứng rát như các cái loại loại khác. Bởi vì đây là một trong những cái loại của Nhật người ta sử dụng thường xuyên, người ta rất là chăm sóc sức khỏe của người ta các bác nhá. Thì bên người Nhật là người ta sống chuyên về sức khỏe rất nhiều, người ta chú trọng rất nhiều đến sức khỏe, cho nên là tuổi thọ của người Nhật người ta đa số là người ta thọ tầm 100 tuổi rất là bình thường, bởi vì người ta nghiên cứu ra những cái hình thức những cái hàng của họ rất là chi tiết và chi tiết tỉ mỉ để đảm bảo cái sức khỏe của người ta làm việc với lại người ta sử dụng những cái đồ nó rất là tốt và cực tốt luôn. Đấy, chăm sóc sức khỏe là quan trọng nhất các bác ạ. Các bác cứ chăm sóc sức khỏe của các bác thì các bác ví dụ hưởng thọ 100 thì gia đình và tất cả người thân của các bác rất vui. Vâng, rất vui. Đấy, mang lại niềm vui cho cả gia đình. Và cuộc sống rồi là tiền bạc cũng phục vụ gia đình rất nhiều luôn. Đặc biệt là chúng ta và bản thân của mình. Vâng, đây cái bàn chải của nó này. Đấy, và có cả bàn chải lưỡi này. Vâng, mềm lắm các bác ạ. Cái này thì các bác có thể dùng cho cả người lớn cả trẻ em được. Vâng, khi đánh vào trong miệng nó rất là mềm, nó mềm mại lắm các bác ạ, sướng lắm. Vâng, không bao giờ bị chảy cái níu chân răng này các bác nhá. Vâng, các bác yên tâm là cái điều đó, bởi vì nó rất là tốt rồi. Thì cái bàn chải này thì bên em sẽ thanh lý trực tiếp cho các bác là 25k một chiếc. Thì 4 chiếc. Vâng, bọn nào mua 4 chiếc thì giá của nó sẽ là 4 chiếc có 100k thôi. 4 chiếc có 100k thôi các bác nhá. Bàn chải này thì theo khuyến cáo là các bác nên khoảng tầm
3 tháng đến 4 tháng các bác thay một lần, chứ các bác đừng để nó quá lâu. Vâng. Nhưng riêng đối với cái bàn trải của bên Nhật này, đấy, các bác đánh nó không bao giờ nó bị tòe tòe trong hai bên, bởi vì cái bàn trải của nó, lông của bàn trải của nó mềm mại. Vâng. Quyền chuyển mềm mại các bác nhá. Em đang sử dụng, cả nhà em đang sử dụng cái này, nó khi mà chuyển sang cái này nó rất là thích luôn. Nó rất là thích luôn. 25k cái và 4 cái. 4 cái này là 100k, 4 cái 100k các bác nhá, rất rẻ luôn. Đấy, còn 16 cái. Vâng. Đây nó còn 16 cái đấy các bác nhá. Bác nào lấy cả 16 thì cũng thì lấy ạ. Vâng. Có 16 cái thôi. Và tiếp đánh răng. Đây ạ, vâng, những cái tiếp đánh răng của Nhật các bác nhá. Và bên em xả kho luôn, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6 này, 7 này, 8 này, 9, chắc có tầm 9, 10 cái gì đấy, 10, vâng, còn 10 cái, 10 cái tiếp đánh răng này. Thì một tiếp đánh răng này thì bên em cũng xả cho các bác là 50k một chiếc, các bác nhá, 50k một hộp này, đấy, 50k một hộp. Và các bác là một hộp này thì một người, nếu như một người một hộp này thì các bác có thể là dùng đến 8 tháng, 7 đến 8 tháng. Thì một người là hai cái này, thì nhà có hai người thì là 4 cái này, và có 5 người thì các bác dùng đến 5 cái này, các bác dùng cả năm rồi. 5 người 5 cái nên các bác dùng cả năm rồi. Có 250k. Vâng. 5 cái này có 250k các bác nhá. Quá rẻ luôn. Đấy, 5 cái có 250k. Mà một cái là 50k. Có bác mua cả chục cái này luôn này các bác này. Đấy, có chục cái này có 500k thôi mà. Vâng. Chục cái này có 500k thôi. Vâng, rất rẻ luôn. Còn các bác mua một cái cũng được, mà hai cái cũng được. Bác nào cần thì alo cho em nhé. Vâng, rất rẻ và rất ngon. Đấy, bàn chải đánh răng là cần thiết cho mọi gia đình, bởi vì ngày nào các bác cũng sử dụng cái này rồi. Đấy, tất cả mọi thành viên trong gia đình đều sử dụng những cái bàn chải kem đánh răng này hết các bác nhé. Đấy, bác nào cần thì alo luôn cho em này. Vâng, đây ạ, tiếp tục là cái thớt của Made in Japan đây các bác ạ. Đây là thớt Nhật nhá. Vâng, đây là cái thớt Thái Nhật Made in Japan đây ạ. Vâng, Made in Japan, sản xuất trực tiếp tại Made in Japan của Nhật. Và cái này là hãng của nó là Shikisai nhá. Vâng, Shikisai. Vâng, vào cuối năm này hay là bất cứ ngày nào trong năm thì các bác vẫn dùng thớt, bởi vì thớt này thì các bác dành riêng cho một cái thớt này để các bác thái thịt này. Thái thịt là ví dụ mình thịt chín rồi thì mình dùng một cái này để các bác thái thịt chín để ăn cho nó sạch sẽ. Một cái thớt này thì các bác để thái rau, thái quả hay là thái thịt sống gì đó. Đấy. Và một cái này thì bên em thanh lý cho các bác với giá một cái thớt này có 200k thôi. Và một cái thớt Nhật. Thớt Nhật nhá các bác nhá, thớt Nhật. Đấy. Người Nhật người ta quan trọng, rất là quan trọng đồ ăn, thức uống và đồ vệ sinh cho người ta. Bởi vì người ta sống rất là trường thọ và sống rất là vui vẻ. Các bác cứ tinh thần thoải mái, lạc quan và tập thể dục thường xuyên là các bác rất là vui. Đấy. Vâng, 200k một cái. Đấy, thớt Nhật. Thì cái này hiện tại nó về còn 5 cái. Còn 5 cái thì bác nào lấy thì các bác cứ bảo em nhé. Vâng, đây còn cây vợt Big Lobon còn một cây nữa này các bác này. Còn một cây duy nhất của nó là full carbon. Đây là bản vợt của nó, là bản vợt thi đấu full carbon. Vâng, full carbon loại này là loại chuẩn của Nhật các bác nhá. Chuẩn của Nhật, cái này là sản xuất trực tiếp tại USA của Mỹ. Và cái này là loại Nhật nhập Mỹ đây. Nhật nhập Mỹ nhá các bác nhá. Vâng, carbon của nó là carbon fiber cao cấp. Bản của nó là bản thi đấu. Bản của nó là bản thi đấu 16mm này. Đấy. Và những cái chiều này là tiêu chuẩn của Nhật rồi. Và tiêu chuẩn quốc tế thì bản thi đấu rồi. Đấy. Thì bác nào cần cái bản thi đấu đẹp này thì alo cho em nhé. Full carbon đấy ạ. Và các bác thi đấu những cái loại pickleball này thì các bác nhớ là phải sở hữu cho mình những cái cây vợt nó tốt. Bởi vì các bác vợt tốt thì các bác đánh bóng nó mới chuẩn, đánh bóng nó mới mạnh các bác nhá. Vâng, đánh bóng nó mới mạnh. Chứ còn nếu mà các bác sử dụng những cái vợt nào nó nói chung là cái hàng vợt nào mà nó kém chất lượng thì các bác vợt vụt chán lắm, nó cứ bộp 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 bộp. Đấy, cái nào thì rất là nảy. Vâng,
rất là nảy các anh nhá, rất là nảy và rất là xịn, bởi vì nó là vật thi đấu rồi, vật thi đấu của quốc tế là của Mỹ rồi. Pinabon này là nguồn gốc là của Mỹ và hiện tại là những cái giải Australia mở rộng đang rất là nhiều luôn, người ta sử dụng rất cái này là nhiều nhá. Bạn nào cần cái loại vật đẹp này thì alo cho em này, vật full carbon nhá, vật thi đấu của Mỹ xuất Nhật này đấy. Vâng, thì ở đây có 5 quả bóng thôi, có 5 quả bóng mới nó về cùng cái lô vật này thì sẽ thanh lý trực tiếp cho các bác là vật này, tặng cho các bác 5 quả bóng này luôn này đấy, tặng luôn 5 quả bóng Big Low Ball luôn. Một cây vợt này thì báo giá các bác là thanh lý là 950k một cây, còn một cây duy nhất thôi các bác nhá. Đấy, còn một cây duy nhất 950k. Đấy, cái loại này các bác đánh thì sướng rồi. Đấy, quá đẳng cấp luôn, tuyệt vời đấy không? Bóng cũng xịn luôn, bóng cũng xịn luôn các bác nhá, bóng xịn nhá, bóng rất xịn nhá. Và 950k, còn một cây các bác lấy nốt đi ạ. Và con nào lấy nốt thì các bác chơi Big Low Ball thì alo cho em. Vợt này thì các bác nam nữ các bác đều chơi được hết các nhá. Đấy, tặng các bác 5 quả bóng luôn. Vâng, tiếp theo là về phần cái bơm xe. Bơm hiện tại là bơm điện của bên Bontrager của Mỹ thì hết sạch chành xanh rồi, thì phải chờ là có lô thanh lý thì em mới về được. Còn bơm điện thì các bác lấy nhiều rồi, các bác chơi xe các bác lấy nhiều lắm rồi. Vâng, các bác lấy bác nào cũng thích, bởi vì nó nhỏ gọn, nó chỉ bơm điện nó nhỏ tí chỗ này thôi. Đây nó chỉ có nhỏ tí tí này thôi. Nắm này thôi là được này. Đây, nó còn nhỏ hơn cả cái này cơ. Đấy. Bơm điện của Bontrager. Hết rồi các bác. Còn bơm tay thì đây các bác dùng cái bơm này. Bơm này là bơm dắt khung xe, các bác dắt trực tiếp vào khung xe nhá. Và bơm này thì nó là loại bơm cao cấp rồi, các bác chỉ cần đây. Nó như thế này. Nó nhỏ gọn và nó rất là đẹp luôn, thon gọn đẹp. Đây. Đấy các bác nhìn cái bơm, nó có đồng, bơm này là có đồng hồ này. Và độ dài của nó chỉ có tầm 25 phân thôi, không dài lắm các bác nhá. Và vừa vặn. Và các bác có thể lấy ra để các bác bơm. Đấy, bơm đồng hồ, rất là ngon. Đấy, bơm có đồng hồ này. Và cái này thì dây của nó phải giấu trực tiếp trong dây phải giấu trực tiếp trong bơm này mới là loại bơm cao cấp các bác ạ. Chứ còn nếu mà để dây những cái lòng thà lòng thòng thì nó không phải là cao cấp. Đấy. Thì các bác có thể là rút ra rút vào các bác bơm, rồi các bác lại ấn gọn nó vào, khóa nó vào. Thế là các bác lại dắt vào khung xe các bác bơm. Đấy, bơm rất ngon nhá. Và bơm nó có mã số của nó riêng này các bác này. Đấy, có mã số này. Và có bơm này là bơm có seri các thứ đầy đủ cho các bác này. Đấy. Đấy, bơm cao cấp của Gio hàng Nhật này. Vâng. Bơm này là bơm Gio hàng Nhật. Vâng, bên Nhật Nhật, cái này là Nhật nhập của bên Made in Taiwan. Vâng, bên Made in Taiwan xuất Nhật. Vâng. Bơm này thì sẽ thanh lý cho các bác với giá là 330k một chiếc các anh nhá. Bơm này là bơm hàng cao cấp rồi. Bơm này bơm dắt khung xe đạp các bác bơm rất là ngon lành. Còn 2 chiếc. Vâng, còn 2 chiếc đây ạ. Tiếp theo là các loại túi da. Vâng. Đây ạ. Còn đây họ thanh lý cho mình 2 cái dây da này. Dây da một cái là đầu rồng này. Bằng đồng này, đầu rồng đồng này. Và một cái đầu chim này là chim đại bàng à. Chim đại bàng của Mỹ. Vâng, đây là dây rồng của Mỹ và dây chim và dây đại bàng của Mỹ các con nhá. Dây da nhá các con nhá. Đây là dây da xịn 100%, dây da 2 lớp. Vâng. Đây là dây da 2 lớp này các bác này. Còn nguyên, còn ngon zin nguyên 100% này. Vâng. Có cả màu đen và màu nâu. Đây các bác ạ. Đấy, họ thanh lý luôn cho mình cái đôi da này rất là ngon luôn. Cái này là dây da của nó là dây da của Made in USA của America của Mỹ và thủ đô Mỹ và thủ đô America của Mỹ các nhà USA. Và dây rất là chất lượng luôn. Dây 2 lớp này. Và rất đẹp. Rất đẹp, rất xịn luôn các nhá. Dây này thì bên em sẽ thanh lý cho các bác một cái dây của Mỹ này là bên theo giá của bên Nhật người ta thanh lý là 350k một chiếc. Vâng. 350k một chiếc, giá niêm yết là 350k một chiếc cộng thêm 10k tiền ship nữa.
Vâng, ship thì nó rơi khoảng tầm 30k, nhưng em chỉ cộng thêm 30, cộng thêm có 10k tiền ship nữa là tổng là 360k. Vâng, có hai chiếc, một cái là đại bàng, một cái là rồng, thì các bác nào lấy dây nào cũng được. Tiếp theo là túi da đây ạ. Vâng, cái túi da này là đây bác nhìn cái hình túi da này, bác nào thích cái hình túi da đẹp này thì alo cho em này. Túi da này là mẫu của nó sẽ là mẫu Gucci. Vâng, Gucci đó các anh ạ. Vâng, đây là túi da Gucci. Gucci là thương hiệu rất nổi tiếng, cái này nổi tiếng của Ý ạ. Và Gucci là của Ý nổi tiếng lắm. Vâng, cái này là Gucci của Ý luôn này các bác này. Sản xuất trực tiếp tại Made in Italia của Ý này. Đấy. Khóa của nó khóa đồng. Khóa này là khóa đồng. Gucci này là thương hiệu cao cấp các anh nhá. Sản xuất trực tiếp tại Ý xuất Nhật này. Da của nó là da thật, da xịn 100% này các bác này. Các bác chỉ cần nhìn thế này là các bác biết da của nó luôn này, tấm da của nó rất dày luôn này. Đấy, đây, da của nó dày này. Đây da của nó này. Đấy, nhìn ra là các nhìn cầm này là các bác biết là da thật này. Da xịn luôn nhá. Vâng, xịn 100% nhé các bác nhá. Vâng, đấy, đây, da bên trong đây các bác nhìn cái tấm da của nó. Vì nó là quá đẳng cấp luôn các bác ạ. Vâng, đây, Gucci của nó. Vâng, đây là hãng Gucci, da của nó là da rất là da bò già nhé các bác nhá, da bò già. Đấy. Chiếc này thì thanh lý cho các bác với giá là Gucci này, thanh lý là 500. Vâng, chiếc Gucci của Ý, hàng hiệu của Ý nhá, xuất Nhật, thanh lý cho các bác là 500, khóa của nó khóa đồng, đẹp tuyệt vời luôn các bác ạ. Vâng, đẹp hết ý luôn, hết ý luôn, em thấy cái mẫu này là quá đẹp luôn. Vâng, đây nữa này các bác ơi, một chiếc mũ cao bồi. Bác nào yêu cái dòng mũ cao bồi thì các bác chơi cuối năm thì alo cho em nhá. Vâng, về được hai chiếc, thì một chiếc màu nâu và một chiếc màu đen. Vâng, một chiếc màu nâu, một chiếc màu đen. Cái này là mũ cao bồi của Mỹ. Vâng, cao bồi Mỹ, mũ da đấy ạ. Vâng, mũ da cao bồi của Mỹ các bác nhá. Đẹp chưa? Đẹp quá các bác ạ. Vâng, tuyệt vời. Mũ này là mũ đẳng cấp đây. Bác nào sở hữu cho mình cái mũ này là đẳng cấp rồi. Đẹp. Vâng, tiếp theo là các cái sản phẩm về đồ chơi và phụ kiện xe đạp. Đây mới về được cho các bác một chiếc, đây là chiếc này là cái chiếc cọc cọc yên nhún các bác ạ. Vâng, cái này là cọc yên nhún nhá. Vâng, cái này là cọc yên nhún mới về này các bác. Cái này là các bác nào mà cọc yên nhún mà đường kính của các bác là khoảng tầm, cái này là 31,6 nhá. Vâng, đường kính của nó là 31,6 thì các bác lấy này. Có một chiếc duy nhất thôi. Có một chiếc duy nhất thôi. Thì cái này sẽ thanh lý và là 480k. Vâng, 480k cho chiếc cọc yên nhún siêu êm luôn. Các bác ạ, các bác ngồi, bác nào hay đau lưng thì các bác dùng cái cọc yên nhún này các bác dùng rất ngon luôn. Bởi vì nó sẽ có cái độ nhún cần thiết để các bác đi xe đạp. Đấy. 480 ạ. Và tiếp theo là các loại chuông. Chuông bên em thì còn chuông đây còn chuông đồng nhỏ này các bác này, chuông đồng nhỏ của bên Nhật này. Chiếc chuông đồng nhỏ của bên Nhật này là 60k. Và chiếc chuông đồng Shimano của bên Nhật này, chuông đồng. Và chuông đồng này là chén to, các bác lắp vào cái ghi đông của các bác, nhìn lắp vào cái chén to nó đẹp lắm các bác ơi. Và nhìn nó hoành tráng, nhìn nó đẳng cấp luôn. Đấy, khi các bác đi chơi xe các bác phải nhớ có chuông đồng nhá. Vâng. Rất to và rất là đẹp luôn, chuông Shimano Made in Japan của Nhật. Vâng, rất đẹp luôn, rất xịn luôn. Chuông này thì thanh lý cho các bác với giá là 250k một chiếc. 250k một chiếc các bác nhá, chuông đồng. Vâng, các bác dùng còi rồi thì các bác nhớ trang bị thêm một chiếc chuông đồng này nữa, nhìn cho nó đẳng cấp, thú vị. Vâng, cho nó thú vị các bác nhá. Khóa xe đạp chống trộm, vâng ạ. Khóa xe đạp chống trộm 4 số là 120 của Nhật này. Khóa dây nhỏ hơn này, nhỏ hơn này các bác này, nhỏ hơn là có mã số của nó này. Vâng, có mã số nhỏ hơn là 100 các bác nhá. Tiếp theo là các cái hàng về sen xích clip xe đạp. Vâng. Bên em thì là chuẩn hàng Shimano sen xích clip xe đạp nhá.
Đây ạ, bên em là chuẩn đét 100% là hàng Shimano, hàng Japan, Nhật đây. Hàng Shimano chính hãng của Nhật nhá. Và bên em hàng Nhật là chính hãng rồi, các bác yên tâm, các bác xài vô tư luôn. Made in Japan đây ạ. Đấy, các bác nhìn ạ, Made in Japan, Nhật. Chân xích của Shimano các bác đã xài chuẩn là chuẩn nhất rồi. Chuẩn nhất rồi các bác nhá. Cái này, loại này là loại thanh lý trực tiếp tại nhà máy Shimano ra, cho nên em báo giá trực tiếp cho các bác này. Là sen 8 là 280, là 678 dùng chung sen 8. Sen 9 là 430. Sen 10 là 530. Sen 11 là 680. Đấy, em báo giá chuẩn xịn cho các bác luôn. Để các bác dùng những cái loại sen xích chính hãng của Shimano Nhật, một trong những tập đoàn Shimano nổi tiếng trên toàn thế giới. Và được tin dùng. Và tin dùng cả Shimano thì được đánh giá là nhỉnh hơn S-Ram một tí thôi các bác nhá. S-Ram của Mỹ cũng cực kỳ là nổi tiếng rồi. S-Ram của Mỹ thì rất nổi tiếng, và Shimano bây giờ cũng rất nổi tiếng. Vâng, đây ạ, có các cái sen xích líp trắng cao cấp của Shimano, hàng Nhật, Made in Japan, Nhật. Các bác nhìn đây ạ, đây là sen xích của Made in Japan, Nhật. 105 có hết. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 có hết các bác nhá. Vâng, đây ạ, một chiếc mũ, đây có một chiếc này, chiếc màu này, các bác nhìn rõ không ạ? Vâng, em quay trực tiếp cho các bác xem những chiếc mũ rất cao cấp và rất đẹp luôn này. Màu rất đẹp nhá, màu này là màu xanh lá huỳnh quang. Vâng, có một chiếc này. Và có tăng đưa giảm này các bác nhá. Vâng, mũ rất chất lượng. Chiếc này thanh lý trực tiếp cho các bác với giá là 380. Vâng, 380 thanh lý giá rẻ cho các bác luôn. Hàng Nhật về thanh lý giá cực rẻ, tuyệt đẹp luôn các nhá. 380. Mũ Sana X9, đây là dòng mũ xe đua thi đấu các nhá. Sana X9 trên Amazon, dòng mũ của thi đấu. Mũ này là mũ kiểu là đằng trước của nó như là chim ưng, và mũ chim ưng, gọi là mũ chim ưng. Rất đẹp. Mũ màu vàng. Màu vàng này là màu vô địch các nhá. Màu vô địch trong xe đạp. Đấy, màu vàng luôn này. Màu vàng đồng luôn này các này. Đấy, màu vàng đồng và đằng sau là vàng nhạt kết hợp rất đẹp. Mũ chim ưng. Mũ Sana X9 trên Amazon quốc tế và hàng châu Âu. Chiếc này thanh lý trực tiếp cho các bác với giá là 720. Vâng, 720. Mũ xe đạp này. Sana X9. Mũ màu vàng và màu vô địch các nhá. Và tiếp theo các cái dòng mũ của Trek cao cấp. Đây là mũ Trek cao cấp. Mũ Trek thì có là bên em có cái lô hàng mới Trek này về là mũ thi đấu, hàng thi đấu. Mũ Trek thanh lý trực tiếp tại Nhật. Lô này là lô đấu giá các nhá. Và lô Trek này. Mũ Trek đấu giá của Bontrager nhá. Và có cả đèn sau. Đèn sau nó có rất là nhiều màu và đổi màu. Đây là dòng mũ Trek rất là cực hiếm nhá các nhá. Cực hiếm và rất là ít, số lượng rất là ít, cho nên là bác nào cần những dòng chất này thì các bác có thể là đăng ký để sở hữu cho mình, để các bác chơi xe. Và mũ này thì các bác đạp xe đạp hoặc là các bác chơi xe máy các bác cũng đi được hết. Vâng, giá của nó là đáng đẹp nhất thế giới rồi. Có các cái giải đèn led xung quanh đây. Mũ màu trắng này, có cả giải đèn led này, màu đỏ này và màu xanh này, nhấp nháy này, đèn sạc trực tiếp vào điện này, sạc pin này các bác nhé. Đấy, tăng đưa giảm, đây là mũ cao cấp nhá. Mũ này là mũ cao cấp trong các dòng cao cấp rồi. Đấy, dây của nó là dây dù rất là chắc chắn và bền chắc luôn. Có dây sạc cho các bác luôn. Mũ màu trắng, có cả màu trắng và màu kim cương. Vâng, màu trắng và màu kim cương đây ạ. Màu kim cương. Đấy, đây là màu kim cương. Đấy, màu kim cương, cái này là màu kim cương dạ quang các bác nhá. Màu kim cương Trek, màu kim cương dạ quang, có giải đèn led xung quanh đây. Cái này thì các bác đi trời tối vào cái tầm mùa nhá nhem tối hay là trời sáng, ban sáng các bác đi sớm thì nó rất là đẹp luôn. Các bác bật lên. Đấy, màu kim cương dạ quang.
Nên các bác nhìn chuẩn không ạ? Vâng, rất đẹp. Đây là mũ dòng cao cấp. Và đây nó còn nguyên tem và nguyên quyển hướng dẫn sử dụng của bên Mỹ đây ạ. Vâng. Còn nguyên cả hướng dẫn sử dụng các bác nhá. Đây là những dòng mũ thanh lý theo lô đấu giá. Vâng, rất đẹp của Made in USA. Vâng. Màu kim cương. Check và có cả màu BNC màu xanh da trời các bác nhá. Có cả còn màu xanh da trời bởi vì đây thanh lý theo lô đấu giá các bác. Vâng, check này. Check của Bonchenger. Bonchenger sản xuất, Bonchenger Mỹ sản xuất. Vâng, tuyệt đẹp luôn. Đây là dáng của một chiếc mũ đẹp nhất thế giới rồi. Đẹp nhất thế giới các bác nhá. Vâng, rất ít bác sở hữu được những chiếc mũ này bởi vì mũ này ở Việt Nam mình rất là hiếm. Và không phải ai cũng đấu giá được những cái lô này. Đấy, các bác nghe thấy đẳng cấp chưa? Vâng, nghe tiếng của nó đã róc rách rất là sướng rồi. Tuyệt đẹp luôn đấy ạ. Vâng. Và mũ này thanh lý trực tiếp cho các bác với giá là 1.380.000. Vâng, 1.380.000 các bác nhé. Giá thanh lý hôm nay. Vâng, giá thanh lý hôm nay 1.380.000. Bác nào cần thì các bác alo trực tiếp cho em. Vâng, có cả yên thanh lý, yên carbon, yên da carbon, yên trắng da carbon của Bonchenger. Vâng, Bonchenger của Mỹ các bác nhá. Yên này là các bác dùng cho xe đua này, xe touring các bác dùng yên này rất là đẹp luôn. Đấy, yên rất đẹp. Yên Bonchenger thanh lý cho các bác với giá là 850. Vâng, có một chiếc duy nhất, một chiếc duy nhất màu trắng đỏ đen, tuyệt đẹp luôn. Vâng, yên carbon, yên carbon các bác nhá. Và một chiếc yên da màu nâu, sản xuất trực tiếp tại Mỹ này các bác này, Made in USA của Mỹ nhá. Vâng, yên da màu nâu này. Yên da màu nâu này thanh lý trực tiếp cho các bác với giá là tròn 450.000, có cả rãnh giữa cho thông khí các bác nhá. Yên rất êm, siêu êm luôn. Yên này là yên siêu êm. Yên siêu êm luôn. 450.000. Và còn một chiếc mũ da để các bác đi chơi. Và mũ da này là mũ da đại bàng này các bác này. Mũ da đại bàng rất đẹp luôn. Có hoa văn và dáng của nó là dáng này là dáng hải quân. Vâng, dáng hải quân. Đẹp tuyệt vời. Mũ da chất lượng chuẩn da xịn của Made in USA của Mỹ. Vâng, đẹp tuyệt vời luôn các nhá. Mũ da dáng của nó rất đẹp luôn. Vâng, cái này thanh lý là 800. Tuyệt vời. Em đội cũng cực kỳ là đẹp luôn các. Và đây là một chiếc ghi đông phụ thì các bác lắp thêm những cái chiếc, ví dụ những chiếc xe tay ngang kia thì các bác lắp thêm vào đây để các bác treo thêm đồ vào đây các bác chơi các nhá. Đấy, cái ghi đông này nó còn có cái đèn báo hiệu ở tại đây, các bác sạc pin vào có đèn báo hiệu trực tiếp tại giữa đây cơ. Đấy, khi các bác lắp thêm thì nó sẽ thêm được như này. Đấy, một phần dài như thế này. Các bác lắp vào đây thì các bác chơi được thêm đồ. Đấy, lắp vào đây chơi thêm đồ nhìn nó rất là đẹp các bác nhá. Nhìn nó rất là cái ghi đông của các bác nó thêm những cái ghi đông này nó rất là đẹp luôn. Đấy, ghi đông này thanh lý là 150.000 một chiếc. Đấy, thanh lý 150.000 một chiếc này. Bộ vệ sinh xe này. Và những bộ vệ sinh xe này thì là 75.000. Vâng, đầy đủ cho các bác luôn. Các cái loại bộ vệ sinh, cái này là cần thiết, bác nào chơi xe cũng có loại vệ sinh này. Đấy, bộ vệ sinh nó có các cái bàn chải và các cái dụng cụ quay xích này. Đấy, dầu rửa kết hợp và những cái dầu rửa chuyên dụng cho xe đạp đây ạ. Vâng, các bác dùng xe đạp các bác nhớ cho mình là rửa phải dầu chuyên dụng này thì nó mới tốt này. Các bác dùng cái dầu rửa bát thì nó hỏng hết cả sen xích. Cái này nó có cả những cái chất dưỡng xích nữa các nhá. Một lọ dầu rửa này là 80.000 này. Và khi các bác để khô rồi thì các bác sử dụng cho mình những cái loại dầu tra xích dưỡng xích này. Vâng, lọ này lọ dầu khô
dầu khô khi các bác tra vào những cái sên xích này, ví dụ như là các bác tra vào sên xích líp này, sên xích này, líp này, thì nó sẽ bám chặt vào những cái xích này để cho nó kháng bụi, kháng bẩn, kháng nước. Khi các bác rửa, các chỉ cần phụt qua là nó sẽ sạch thôi. Đấy, cho nên các bác dùng những cái loại này là chuẩn rồi. Và loại này là dung tích của nó 60ml là 150 này. 150 này các bác này. Đấy, 150 này. Còn loại này là dung tích của nó là gấp đôi này, 120 này. Loại này thì thanh lý cho các bác với giá là 300 các bác nhá, 300. Đây là loại dùng dầu dung dịch khô. Đấy. Rất tốt luôn. Yên xe thì mới về được yên của Trek. Trek Yoshimoto của Mỹ này các bác này. Những dòng yên này là yên cao cấp mà cực kỳ là cao cấp của xe đạp Mỹ này. Yên nào là yên hàng tuyển chọn này các bác ơi. Yên siêu êm này. Yên da nhá, yên da siêu êm nhá các bác nhá. Các bác nhìn những cái yên da vân carbon này. Đấy, nó là yên da vân carbon này, bản yên này to êm. Khi mà các bác hay ngồi bị đau mông thì các bác sử dụng cho mình cái yên này nhá. Bởi vì cái bản của nó vừa to để các bác nó ôm được cả cái mông của các bác. Bởi vì cái mông của các bác nó rất là to. Khi các bác không sử dụng những cái yên to thế này nó rất là đau đít. Đau hết cả mông thì các bác ạ. Đấy. Cho nên các bác dùng cái yên check này. Đấy, yên check da của Mỹ này. Đây, check đây. Top đấy. Vâng. Rất cao cấp. Đấy, cái này có cần cả gật gù này các bác này. Có cả gật gù nhá. Và yên của nó là yên dáng vân carbon đấy. Vâng. Yên da vân carbon thì nó mới đẳng cấp. Đấy, yên này là hơi bị hiếm trên thị trường đấy các bác ạ. Vâng. Có rãnh giữa đây. Yên này thì phù hợp với tất cả các loại xe các bác nhá. Và thanh lý là 450k một chiếc các bác nhá. Và 450k yên check các bác lên xem cái check Yoshimoto này, nó rất là nổi tiếng luôn đấy, xe đạp nổi tiếng hàng tiền tỷ của Mỹ đấy ạ. Và yên carbon này, yên đua carbon này, yên đua carbon thì bên em thanh lý yên da đua carbon này. Và thanh lý là trực tiếp cho các bác với giá là 700 này. Yên màu trắng này. Yên màu trắng Pro 9Q9. Pro Q9 này. Vâng. Chiếc này là thanh lý là 600 này. 600. Đấy. Yên Velo siêu êm, yên da Velo siêu êm luôn. Đấy. Vâng, yên da Velo thanh lý là 450. Có rãnh giữa đây các bác nhá. Đấy. 450 yên Velo êm lắm, xịn lắm các bác ạ. Bình nước giữ nhiệt vào mùa thu đông. Vâng, sản phẩm của Made in Japan. Bình này là bình giữ nhiệt, cách nhiệt, nhiệt độ 100 độ cũng cách được, mà nhiệt độ 200 độ cũng cách được, mà nhiệt độ 50 độ, 30 độ cách được hết các nhá. Vâng, bình này là bình màu xanh này, xanh này, xanh chuối này, đẹp tuyệt vời luôn. Bình này là bình màu inox này. Bác nào lấy bình nào màu nào thì alo trực tiếp cho em. Vâng, giá thanh lý là 430k một bình. 430k một bình các bác nhá. Cái này là các bác để trực tiếp vào những cái giá xe đạp là các bác dùng ngon rồi. Vâng, giá nào các bác để được. Bình nước mà. Đấy, các bác để được hết vào giá nhá. Và tiếp theo các loại pedal các bác nhá. Các loại pedal này các bác này. Pedal và đồng hồ tốc độ. Pedal và đồng hồ tốc độ rất đẹp, và pedal rất đẹp luôn. Thanh lý cho các bác đôi pedal hàng vừa tiền. Pedal hàng vừa tiền thanh lý 120 này. Pedal này thì các bác dùng cho xe vừa tiền thôi. Và xe vừa tiền thôi, 120k. Đôi pedal nhôm. Đôi pedal nhôm có phản quang. Vâng, đây là hàng cao cấp nhá, hàng Nhật nhá các bác nhá. Đôi pedal nhôm trắng đen à, trắng này có phản quang với giá thanh lý là 200. Vâng, hàng tuyển chọn, hàng xịn các bác nhá. Đôi pedal đen đỏ bạc đạn. Vâng, đen đỏ bạc đạn và có các khóa đỏ, thanh lý cho các bác là 350. Đôi pedal này là đôi pedal vừa. Còn đôi pedal to hơn một chút, xịn hơn một chút các bác nhá, bạc đạn, siêu bạc đạn đây ạ. Đen đỏ và có chấm đây ạ. Vâng.
đôi bê đan bạc đạn siêu cao cấp với giá là 500. Đấy, thanh lý 500 các bác nhé. Vâng, đôi bê đan Nhật sản xuất trực tiếp tại Made in Germany của Đức các bác nhé. Made in Germany của Đức này. Đôi bê đan cao cấp này, thanh lý trực tiếp cho các bác với giá là 600 này các bác này. Đây là đôi bê đan cao cấp bạc đạn rồi của Đức này, 600. Và đôi bê đan cổ, vâng, đôi bê đan cái dáng cổ siêu xịn luôn. Đấy, siêu xịn luôn. Đấy. Đồng này các bác này, bạc đạn này. Đôi bê đan này thanh lý cho các bác với giá là 800. Siêu cổ, siêu xịn, siêu đẹp luôn. Vâng, rất đẹp luôn các bác nhá. 800. Đôi bê đan cao cấp nhất trong các loại bê đan và các loại chất liệu titanium cao cấp nhất. Vâng, full titanium. Khóa của nó là khóa đồng. Và dùng của nó là bi bạc đạn các bác nhá. Trục titanium, full titanium. Đôi bê đan cao cấp nhất trong các loại bê đan. Vâng, thanh lý trực tiếp cho các bác với giá là 1.350.000. Titanium cao cấp của Đức. Và đây là những con ốc titanium. Cái này là ốc này thì các bác sử dụng trực tiếp vào những cái phần đây các bác có thể thay những con ốc ở những cái pô tăng như thế này. Nó rất là đẹp. Đấy, ví dụ như bốn con ốc này thì các bác thích màu sắc thì các bác sử dụng cái ốc titan đổi màu này. Đấy, titan đổi màu này các bác thao lắp vào đây, cực đẹp luôn. Vâng. Cả lắp ở đây nữa có 6 con, 1, 2, 3, 4, 5, 6, có 6 con đủ cả các bác nhé. Đây 6 con đủ cả. Và thanh lý cho các bác một hộp mà ốc ốc vít titanium của xe đạp này với giá là 260. Vâng, 260k. Vâng, rất tuyệt vời luôn. Các loại sen xích clip xe đạp nội địa của Nhật là Shimano. Đây ạ. Shimano, sen xích clip Shimano. Đây là clip trắng, clip cao cấp của Nhật nhá. Nội địa của Nhật Shimano về. Vâng, đây ạ. Hàng nội địa của Nhật thì bao giờ nó là hàng cao cấp nhất trong các loại cao cấp. Đây, Shimano Made in Japan của Nhật các nhá. Bên em thì chuyên bán hàng cao cấp của Nhật về, hàng bãi Nhật về. Đấy, bác nào mà yêu thích những cái dòng bãi Nhật tuyển chọn chất lượng cao nhất thì các bác alo trực tiếp cho em, chỉ có là hàng cao cấp thôi. Còn hàng những nơi khác là em không bán, hàng bãi Nhật thì em bán nhá. Báo cho các bác là hàng cao cấp xịn Shimano. Shimano xịn nội địa Nhật. Vâng, đây ạ. Vừa em báo giá trực tiếp cho các bác loại các loại sen xích hàng nội địa Shimano là 678, là dùng chung sen 8 là 208, sen 9 là 403, sen 10 là 550 và sen 11 là 700 các bác nhé. Và tiếp theo những chiếc can giày này các bác này, chiếc can giày xe đạp của Shimano, hàng nội địa của Shimano đây. 250k một bộ các bác nhá, 250k một bộ. Các loại kính cận, vâng. Các loại kính cận có hết này, kính độ có hết này, kính cận thị có hết, kính xe đạp có hết các bác nhá.